Trường hợp của bé Lý Đức Kiên, 10 tuổi, đang sống ở phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Gia đình phát hiện ra bé bị bàn chân bẹt khi đã ảnh hưởng tới cột sống. Đây là một trường hợp rất khó nhận biết vì bằng mắt thường không thể phát hiện ra được. Khi người nhà đưa bé Kiên đến phòng khám thì mới biết Kiên bị bàn chân bẹt. Đồng thời, bác sĩ kiểm tra phim X-quang lại thấy hiện tượng cột sống bị cong vẹo. Trong trường hợp con vẹo cột sống như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng tới phía cột sống thắt lưng bên dưới phần hông. Nó gây ra hiện tượng là mất cân bằng hông và kết hợp với vấn đề là bé Kiên bị bàn chân bẹt. Cho nên tôi tư vấn bé nên đi làm đế chỉnh hình bàn chân thì nó sẽ cải thiện được vấn đề cột sống phía bên trên của Kiên. Thời gian đầu, khi chưa phát hiện bệnh thì Kiên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và vận động. Kiên di chuyển chậm hơn so với bạn bè mà hoàn toàn không biết đó là do chứng bàn chân bẹt gây nên. Cháu chơi thể thao thì có thể cháu trước là cháu chạy với các bạn thì cháu bảo là con bị béo nên là chạy không nhanh. Đối với trường hợp này, nếu không dùng đế chỉnh hình bàn chân thì về lâu về dài khi mà cơ thể bị mất cân bằng phía bên trên thì nó sẽ gây ra một số vấn đề. Đầu tiên có thể là bị viêm các khớp, sau đó sẽ bị đau đầu gối, đau thắt lưng và đau hông. Do đó, Kiên được bác sĩ chỉ định cho sử dụng đế chỉnh hình kết hợp với những phương pháp vật lý khác. Sự kết hợp này không chỉ điều trị chứng bàn chân bẹt, mà còn cải thiện được vấn đề cột sống phía bên trên của Kiên. Ở đây thì chúng tôi có kết hợp phương pháp là nắm chỉnh cột sống và đế chỉnh hình bàn chân kết hợp với phương pháp tái phục hồi chức năng của cơ. Nó sẽ giúp cho phần cơ phía bên trên cột sống của Kiên được khỏe hơn. Tại vì phần cơ phía bên phải bị kéo căng ra trong khi phần cơ phía bên trái phải chịu nhiều áp lực căng cứng. Nên ba phương pháp này kết hợp sẽ giúp phần cơ hoạt động được đúng chức năng của nó và giúp các đốt sống di chuyển dễ dàng linh hoạt hơn. Sau khi sử dụng đế chỉnh hình, bé Kiên hoạt động dễ dàng, thoải mái hơn, không còn cảm giác chậm như trước nữa. Bây giờ thì cháu bảo là con là đuổi kịp các bạn, cũng có thể là do cháu đi giày ấy, thì những cái bước chân đi nó có thể tốt hơn. Và cháu chơi thể thao với cả chạy nhảy với các bạn là cũng hoạt bát hơn. Thay vì trước là bảo đấy là vì béo, chắc không phải, chắc là do chân của cháu. Trường hợp của bé Kiên, nếu phát hiện bệnh sớm hơn thì hiệu quả điều trị sẽ cao hơn. Mặc dù giờ đây Kiên có thể vui chơi thoải mái mà không cần bận tâm đến nỗi lo bàn chân bẹt.